Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi, là muốn mất mong em theo cả cuộc đời mà bản thân anh còn chưa lo được nỗi. Giờ đây anh đã có những thứ em cần rồi, chỉ không có em nên anh đau lòng rồi. Người không dám tin tương lai anh thay đổi, chờ theo bước anh em sẽ đớn đau cuộc đời. Bước anh em sẽ đến đâu cuộc đời.